Dạ vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm mới của Huấn Audio. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo về thêm được 600 chiếc mic KTV bãi. Đây là lô hoàn toàn mới anh em nhé. Cách đây khoảng tầm một tuần gì đó, bên em có về được hơn 300 cái. Thì đi gần như hết luôn. Và hôm nay bên em cập bến về tổng cộng là 600 cái mic KTV. Anh em lưu ý rằng là trong lô này vẫn có mic hát văn anh em nhá, vẫn có mic hát văn. Và giá thành cũng không hề thay đổi, với những chiếc mic đẹp hết cỡ bên em bán ra là 600.000 đồng một cái, và những cái đẹp vừa vừa, trung bình thì 550, và xấu hơn là 500.000. Và mic hát văn vẫn là 700.000 đồng một cái. Mic hát văn là 700.000 anh em nhá. Một số anh em này bảo mic hát văn nó có khác mic hát thường hay không, thì em đã có bài phân tích rồi, anh em thì xem theo dõi xem lại nhá. Mic KTV là một thương hiệu mic quá là nổi tiếng về mic dây, một trong thương hiệu mic của Nhật và được sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc. Em quay cho anh em xem một cái. Đây, mic hát văn vẫn còn anh em nhá. Hát văn vẫn còn, chắc còn hơn chục cái đấy hay sao. Đồ này em chưa tìm đâu, nhưng còn tầm hơn chục cái. Mic hát văn mà cái nào đẹp thì 700, còn xấu hơn một chút thì nó rơi vào tầm 600 anh em nhá. Thì mic KTV. Những cái đẹp hết cỡ thì vẫn là 600.000 đồng. Cái tay nó xước hơn thì bên em sẽ để cho các bác là 550. Rất nhiều anh em nhé. Và cái mic bãi thì những cái đuôi này nó cụt là bình thường anh em nhé. Kể cả những mic 600.000 nó vẫn bị cụt là bình thường. Nó đẹp thì vẫn bị cụt do nó đứt. Đây ví dụ anh em. Cái tay rất đẹp đúng không ạ? Đây. Tay này tay rất đẹp đây. Bóng loáng ấy. Những cái đuôi nó cụt không vấn đề gì cả anh em nhé. Cái đuôi cụt này bên em bán hàng ra sẽ được bên em kiểm tra hết từ công tắc, các mối hàn trước khi gửi cho các bác. Các bác về nhà các bác yên tâm là dùng, không phải suy nghĩ gì cả về mic KTV, một thương hiệu quá là chất. Những cái đẹp long lanh như thế này giá lên tới 600.000 đồng anh em nhé. Nếu gia đình các bác nào mà có nhu cầu hát hò nó không nhiều mà không cầu kỳ thì anh em có thể dùng mic có dây của KTV, là một trong những thương hiệu mic cực kỳ đình đám đã được bên em bán. Và trong cái tầm tiền 500-600.000 thì mic KTV bãi là một trong những cái sự lựa chọn rất tốt và rất đúng đắn anh em nhé. Các bác mua về chỉ có khen hay thôi. Số lượng rất nhiều. Đây là không phải giải một lớp anh em nhé, cái này phải 3-4 lớp chồng vào nhau đấy. Nên tới 600 cái mic không phải ít. Những cái đôi mic này thì cũng đi rất dài, chắc chắn là đủ cung cấp đến Tết anh em. Mỗi ngày chỉ đi được khoảng tầm 23-25 cái thôi, không đi hơn được. Tầm 23-25 cái mic làm nó quá mệt rồi, đến tầm 4-5 giờ sáng này. Và anh em hãy nhanh tay để chọn cho mình những chiếc mic hay về để hát karaoke chơi Tết, chơi những ngày đầu năm mới cũng như Tết này. Và các bác có nhu cầu dùng đến sản phẩm này xin gọi trực tiếp cho Huấn Audio theo số máy 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.